Chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trong buổi chia sẻ thiết kế đồ họa của bài tiếp theo. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là sử dụng một cái công cụ Polygon Tool trong Corel X6 để thực hiện những kỹ thuật về thao tác ở đây. Thì trong cái phần Polygon Tool này, chúng ta thấy đơn thuần nó là một cái hình như thế này thôi. Nhưng mà khi chúng ta làm với nó thì nó sẽ biến đổi rất là nhiều của các cạnh và các góc. Thì bây giờ để các bạn thấy được công cụ bên trong thì các bạn chỉ cần lít chuột vào và giữ chuột mé bên tay trái thì lập tức công cụ nó sẽ hiện ra như thế này. Thì ở đây thể hiện được những cái phần mà chúng ta cần làm và những phần mà chúng ta thiết kế. Thì bây giờ tôi sẽ sử dụng là Polygon Tool ở đây và tôi sẽ vẽ từ trên xuống như thế này. Thì các bạn thấy ở đây là vẽ tự do, một cách tự do như thế này, nó không có theo một cái trình tự nào cả. Để chúng ta vẽ được cách chính xác của tấm hình này thì các bạn giữ Ctrl và kéo xuống thì chúng ta sẽ được như thế này. Thì bây giờ tôi sẽ tô màu nó bằng cách là tôi chọn vào hệ màu ở đây. Ví dụ như ở đây các bạn nhìn thấy đơn thuần chỉ có một màu hiện ra ở đây. Ví dụ như ở đây tôi chọn là màu xanh thì các bạn giữ ở đây luôn và nó sẽ hiện ra bên ngoài này là những cái màu ở đây. Bây giờ tôi chọn là một màu xanh như thế này đây. Chọn ở đây là màu xanh nha. Và ở đây thì tôi chọn là phần là outline. Tôi chọn là 8 để cho lớn lên cho các bạn dễ nhìn. Và tôi sẽ chọn ở bên ngoài này là một màu đỏ như thế này. Thì các bạn nhìn thấy ở đây có 5 cạnh, có 5 cạnh. Bây giờ các bạn muốn thay đổi 5 cạnh này thành 3 cạnh thì các bạn sẽ làm như thế nào? Thì ở đây các bạn nhìn thấy là nó hiển thị ở đây là 5 cạnh, 1, 2, 3, 4, 5 là ngũ giác. Thì bây giờ tôi muốn trở thành là tam giác thì tôi bấm vào đây là con số 3 và tôi enter thì lập tức nó sẽ trở thành là một hình tam giác như thế này. Thì ở đây các bạn sử dụng cũng tương tự như những phần trước tôi đã hướng dẫn và tôi cho đây góc 45 độ thì sẽ được như thế này và góc 90 độ sẽ như thế này và tôi sẽ trở về mặc định đó là 0 thì như thế này. Và ở đây các bạn nhìn thấy là chiều ngang và chiều cao đó là 7 và 6. Bây giờ ví dụ như ở đây tôi cho là 10 và ở đây tôi sẽ cho là 8 thì các bạn nhìn thấy như thế này đây. Và tùy theo trường hợp mà các bạn sử dụng và các bạn nên nhớ là khóa đi ở cái chỗ này đây. Thì đây là một phần mà chúng ta cần nắm để vẽ được những hình và là trong thiết kế, những hình trong thiết kế. Thì bây giờ ví dụ như đây tôi cho là 10 đi thì sẽ trở thành hình như thế này, thì sẽ trở thành hình như thế này. Và tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là star, là ngôi sao. Thì bây giờ tôi sẽ giữ Ctrl và tôi vẽ từ trên xuống thì tôi được cái ngôi sao 5 cánh như thế này đây. Và các bạn nhìn thấy ở đây là 5 cánh là thể hiện là 5 góc ở bên ngoài này. Và 53 có nghĩa là thế bạn nhìn thấy ngôi sao có 5 cánh như thế này. Và số 53 này là thể hiện cái góc ở bên trong này đây. Thì bây giờ tôi sẽ làm cho các bạn thấy được. Bây giờ ví dụ như ngôi sao này tôi muốn cho là 6 cánh thì tôi nhập vô đây là 6. Ví dụ như ở đây tôi cho là 3 cánh thì tôi nhập đây là 3. Và tôi cho ở đây là 5 thì tôi cho lại đây là 5. Và cái góc này thu vào hoặc là nó nằm ở vị trí ở bên trong hoặc là nó nằm ở vị trí bên ngoài thì các bạn chọn vào đây. Và các bạn chọn vào đây và nhập thông số. Ví dụ như đây tôi muốn thu vào thì tôi cho đây là 80 đi thì các bạn sẽ nhìn thấy như thế này. Và tôi muốn là trở về các cạnh này như thế này ở ngoài này thì tôi cho ở đây là 30 thì nó sẽ ra ngoài này. Thì đúng nhất của phần mềm đã cho thì tôi sẽ cho ở đây là 53 trở về vị trí cũ. Đó là như vậy. Và ở đây các bạn sẽ cho là outline nó là 4 đi. Và tôi sẽ cho màu nó đây. Ví dụ như tôi cho màu xanh này đi. Và bên trong tôi sẽ cho một màu vàng thì tôi sẽ được hình như thế này. Và để nhân lên một lớp thì chúng ta sử dụng là vào Edit và chọn Copy.
và sau đó ta chọn là lạc bát. Để xoay được cái hình này, chúng ta chọn vào đây và chúng ta xoay tâm nó, chọn vào đây thì chúng ta sẽ được như thế này. Giữa này một cái thể hiện ra là bốn góc này là cái vùng mà chúng ta cần xoay, và đây là tâm, và đây là chúng ta có thể nghiêng về bên đây, hoặc chúng ta muốn nghiêng về bên đây, hoặc là chúng ta muốn nghiêng về bên đầu thì chúng ta xử lý ở đó. Và ở đây tôi sẽ đu lại trở về vị trí cũ. Thì bây giờ tôi sẽ xoay nó, thì tôi xoay bằng cách này đây, như thế này, như thế này đây. Thì các bạn để ý ở trên đây nó đã thay đổi thông số rất lớn đó, các bạn nhìn xem thay đổi nè. Giờ thì để cho trở về vị trí cũ thì các bạn nhập vào đây là vị trí 0 là mặc định đó, trở về vị trí cũ. Cũng tương tự như hình kế bên thì đây tôi sẽ cho ở đây là ngũ giác là 5, enter, và tôi sẽ cho một màu khác, và đồng thời tôi sẽ cho xoay tâm, tôi click vào đây và tôi xoay như thế này thì tôi được hình như thế này. Thì bài hôm nay tôi đã hướng dẫn cho các bạn cái công cụ cơ bản đó là Polygon Tool và Star, và tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là Compass Star. Thì bây giờ tôi sẽ chọn vào đây và tôi chọn vào phần này đây và tôi sẽ tô màu thì các bạn nhìn thấy ở đây, và đồng thời các bạn sẽ cho phần là outline tôi cho là 3 và tôi sẽ tô màu ở đây là màu đỏ thì các bạn sẽ được như thế này. Thì các bạn để ý ở bên ngoài này là nó có 9 cạnh ở bên ngoài này, và chúng ta muốn thêm vào thì chúng ta sẽ cho là 15 thì nó sẽ thêm vào đây, và ở đây tôi sẽ cho là 5 thì ta được hình như thế này, có nghĩa là nó thu vào, và ở đây tôi cho là 2 thì nó sẽ vị trí cũ đây, và tôi sẽ cho là 7 thì nó vào trong, và tôi cho ở đây là 5, tôi cho đây là 5 thì trở về vị trí cũ. Thì bài này tôi đã hướng dẫn cho các bạn là Polygon Tool và Star và Complex Star. Thì những công cụ này là những công cụ cơ bản nhất trong CorelDRAW mà chúng ta sẽ tìm hiểu và cần phải nắm được những công cụ này và cách sử dụng của công cụ như thế nào để chúng ta áp dụng vào thiết kế về sau. Thì bài này tôi đã hướng dẫn cho các bạn đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn thấy bài này hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem và cùng học hỏi, và hãy nhớ đăng ký kênh của tôi để nhận được những video chia sẻ về kiến thức cũng như về cuộc sống hàng ngày. Thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong buổi chia sẻ tiếp theo.